Năm 2022 thực hiện chủ đề năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, thành phố Đà Nẵng đã và đang xúc tiến khai thác nhiều loại hình du lịch chất lượng cao để thu hút khách quốc tế. Trong đó, với nhiều lợi thế sẵn có, du lịch GOLD được Đà Nẵng xác định là loại hình du lịch có tiềm năng phát triển cao, kỳ vọng giúp khôi phục mạnh mẽ ngành du lịch. Thành phố Đà Nẵng sở hữu địa hình đa dạng gồm đồng bằng, những dãy núi cao và bờ biển kéo dài 92 km. Những đặc điểm này thuận lợi cho sự phát triển đa dạng loại hình sân golf nhằm phục vụ những giải đấu chuyên nghiệp trên thế giới. Và thành phố có khí hậu nhiệt đới gió mùa rất thuận lợi cho du lịch golf trong khoảng từ tháng 2 đến tháng 8. Đầu năm còn thường diễn ra lễ hội với nhiều hoạt động hấp dẫn cho golfer khám phá văn hóa địa phương. Bên cạnh đó, các sân bay và cảng biển ở khu vực Đà Nẵng hiện được kết nối tốt bằng đường cao tốc và quốc lộ. Sự liên kết chặt chẽ này góp phần gia tăng tiềm năng du lịch cho Đà Nẵng, đặc biệt là du lịch golf. Đối với Đà Nẵng thì chúng tôi có một lượng khách rất là lớn tại miền Trung cũng như là tại các tỉnh thành miền Nam Việt Nam. Đồng thời là với cái sự liên kết với các điểm đến trên thế giới bằng các chuyến bay thẳng mà chúng ta đang khai thác gần đây, thì du lịch golf tại Đà Nẵng sẽ là một cái mảng mà ngành du lịch được kỳ vọng giúp cho ngành du lịch được khôi phục nhanh chóng. Hiện nay thành phố có hai sân golf là BRG Đà Nẵng Golf Club và sân Bà Rịa Hills Golf Club. Trong đó BRG Đà Nẵng Golf Resort là sân golf 36 hố đầu tiên tại Đà Nẵng, do hai huyền thoại golf Jack Nicklaus and Greg Norman thiết kế, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến sử dụng dịch vụ. Tháng 5 vừa qua, BRG Đà Nẵng Golf Resort đã được kênh truyền hình Mỹ CNN lựa chọn để giới thiệu trong chương trình Living Golf của kênh này, góp phần quảng bá hình ảnh tiềm năng phát triển golf của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Tiếp đó, vào tháng 6, sân golf này lại vinh dự được tạp chí Golf Digest bình chọn nằm trong top 100 sân golf tốt nhất thế giới. Với những lợi thế như vậy, để thúc đẩy du lịch golf, Đà Nẵng chuẩn bị tổ chức lễ hội du lịch golf Đà Nẵng năm 2022 diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2022 với nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ diễn ra tại BRG Đà Nẵng Golf Resort và các địa điểm du lịch tại Đà Nẵng và miền Trung như hội thảo quốc tế về phát triển du lịch golf, các hoạt động tham quan, trải nghiệm, tập thử golf, hoạt động quảng bá ẩm thực, từ thiện, chương trình tham quan du lịch Đà Nẵng, cuộc thi hoa hậu golf. Trong đó, tâm điểm là giải đấu BRG Open Golf Championship Đà Nẵng 2022 nằm trong hệ thống giải golf phát triển châu Á của Asian Tour sẽ được thành phố đăng cai trong 3 năm liên tiếp từ năm 2022 đến năm 2024. Việc đăng cai giải golf phát triển châu Á, một giải đấu chuyên nghiệp của hệ thống giải Asia Development Tour, sẽ góp phần khẳng định vị thế của Đà Nẵng là điểm đến lễ hội sự kiện hàng đầu châu Á, đồng thời là một mốc quan trọng trong việc phát triển tiềm năng du lịch golf của Đà Nẵng, trở thành một trong những điểm đến du lịch golf hàng đầu châu Á và thế giới, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch chất lượng cao theo đúng định hướng phát triển du lịch của thành phố. Để đảm bảo tổ chức thành công lễ hội du lịch golf Đà Nẵng năm 2022, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu các sở ban ngành phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị sự kiện chu đáo bài bản để sự kiện diễn ra thông suốt, góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp về con người, thiên nhiên, cảnh sắc thành phố cũng như thu hút những người yêu golf và khách du lịch đến với Đà Nẵng.